Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mới ngâm xong mấy bình rượu thì mình cũng quay để các bạn xem. Đây mình mới ngâm xong hai bình rượu đẳng sâm này các bạn này. Mình cũng xin nói rõ với các bạn. Đây là củ đẳng sâm Việt Nam các bạn nhé. Đẳng sâm Việt. Thế còn đẳng sâm của Trung Quốc thì nó mềm và nó dài hơn. Nhưng mà thường thì ngâm rượu của đẳng sâm Việt này thì nó thật chất hơn. Còn đẳng sâm Trung Quốc thì là họ ngâm tẩm chất bảo quản cho nên là ngâm rượu thì nó không được tốt. Nhà mình thì toàn ngâm rượu đẳng sâm Việt này. Rất thơm ngon các bạn. Mình ngâm đẳng sâm với cả rượu nếp. Rượu đẳng sâm thì uống rất ngon. Có tác dụng là bổ khí. Đây là mình vừa ngâm xong đấy. Khoảng 2 tháng nữa lên màu vàng rất đẹp các bạn ạ. Khi mà các bạn đã uống rượu đẳng sâm thì sau các bạn sẽ không muốn uống cái loại rượu khác nữa. Bởi vì là rượu đẳng sâm rất thơm. Còn đây mình cũng mới ngâm xong hai bình rượu nho rừng này các bạn. Nho rừng mình đã ủ đường được 10 ngày rồi. Và hôm nay mình tiến hành mình vừa đổ rượu vào. Rượu nho rừng này khoảng tầm 1 tháng nữa lên màu đỏ rất đẹp các bạn. Các bạn nên nhớ là nho rừng này cũng có hai loại các bạn. Đây là trái nho rừng Tây Bắc. Thế còn nho rừng của Tây Nguyên. Nho rừng của Tây Nguyên thì quả nó cũng như thế này. Nhưng mà ngâm rượu thì nó sẽ không được thơm ngon như là nho rừng của Tây Bắc. Nhà mình thì mình thích sưu tầm rượu cho nên là mình ngâm rất nhiều các loại rượu các bạn. Rồi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn.